đây 79 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền, chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến, kết thúc hơn 80 năm đô hộ của thực dân phát xít. Sau thành công của cách mạng tháng 8, ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta. Từ khi có Đảng, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Từ đây, đất nước, dân tộc và người dân Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, tự do và hạnh phúc. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn thể dân tộc Việt Nam kiên cường, bất khuất, tiếp tục sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa nước ta phát triển để có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay. Tinh thần và ý chí quật cường cùng những bài học lớn từ cách mạng tháng 8 vẫn tiếp tục soi đường cổ vũ cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa đất nước vững bước tiến vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, ngày 19 tháng 8 năm 1945. Ngày 2 tháng 9 năm 2024.